Tôi mà nói chung là các anh em bạn bè chơi với nhau không nên cho mượn tiền mượn xe, bạn bè cho mượn tiền mượn xe là mắc bạn luôn. Nên câu nói ngoài nó mãi bà con là bận theo chân Hiệp Sĩ Vĩnh Hải, trang YouTube Hiệp Sĩ Vĩnh Hải là Hiệp Sĩ Vĩnh Hải Bình Dương, để coi để xem là không nên cho bạn bè mượn xe mượn tiền, hoặc là bạn bè lâu năm gặp lại rồi mời đi ăn nhậu uống cà phê, đang ngủ phơi là chừng 10 phút cái đó, bạn cho con mượn xe con ra rút tiền, bạn cho con ra mượn xe con rút bù vô đây, là không bao giờ cho mượn xe. Cho mượn xe là mắc bạn luôn, là mắc xe luôn ha. Mọi người hãy cảnh giác, hiện nay có rất là nhiều rất đau khổ bạn bè là đi chơi chung là mắc xe mắc bạn đó. Bây giờ em trai cho hỏi rằng em họ tên gì? Mai Văn Tính. Em sinh năm mấy? 1992. 1992 phải không? Dạ. Quê ở đâu? Ở An Giang, Châu Phú. Bây giờ em cảm trú đâu? Em ở Bình Dương, ở chợ Trần Giao. Chợ Trần Giao phải không? Dạ. Rồi bây giờ em cầm tấm hình trên tay là em nhờ anh Hiệp Sĩ Vĩnh Hải tìm Mai. Nhờ tìm người này đang trả lại chiếc xe cho em. Người này là họ tên gì? Tên Khang. Gì Khang? Tên Khang chứ không. Ủa em quen biết người này là sao? Quen qua bạn bè như mặn chung lúc trước thôi. Mặn chung lúc trước sau này gặp lại phải không? Dạ. Sau lại rồi nó gặp em đâu mà em mượn xe em? Nó là gặp em bên chợ Trần Giao. Đó nó sao? Nó mượn xe em, nó qua vợ nó, bà vợ nó. Có lấy mà tiền hụi gì đó rồi nó đi luôn. Gặp trong quán cà phê thì sao? Quán phê qua Khang này nó cỡ nhiêu tuổi? Cỡ khoảng 27. Mặt này mặt chơi đá nè. Dạ. Nó 27 tuổi hả? Nó là quê đâu? Nó quê ở Kiên Giang. Kiên Giang luôn phải không? Dạ. Hôm qua gặp nó đi xe gì? Hôm qua nó đi chiếc xe đạp điện. Xe đạp điện hai chồng nữa hả? Dạ. Sao em không theo dõi đi? Em sợ nó thì em theo dõi đi, đừng để cho nó thấy. Đâu, nó kêu em đi qua đó, nó lấy chiếc xe gì đó. Sao đi theo nó? Thì em đi theo luôn, đi theo cái nó dẫn em vô hẻm, kêu em vô, em đến vô. Sao vô? Sợ cái chồng nó có đồng bọn. La lên cướp cướp. Đúng rồi. Mày sao biết hả? Mày sao khùng chưa? Ngoài đường mà. Ngoài đường mà la cướp cướp cho nó ấy. Rồi sao nữa? Rồi hôm qua rồi mất dấu nó luôn, rồi bữa nay mới lên mà nhờ chú. Nó mượn xe ngày mấy? Ngày 25 tây tháng 9. 25 tây tháng 9 mà rồi em có báo công an chưa? Báo rồi mà cơ quan nói 30 ngày mới giải quyết. Sao kỳ vậy? Dạ, nói cái gì tình trạng gì cho mượn thôi. Chứ chưa có nói là cấp đọt. Ủa nó mượn, nó đi mượn ra đi đâu? Nó mượn đâu? Nó mượn đi lấy tiền hội gì với bà vợ nó. Dạ, rồi nó mượn bao lâu nó đem lại trả? Nó em kêu nó chút xíu đem về trả 6 giờ gửi rồi nó đi mất tiêu luôn. Rồi đi đến ngày nay thì qua gặp nó thì nó đi vô hẻm sao lại báo công an? Em lỡ báo mà chính quyền nói không có chứng cớ không có bắt được. Báo công an xã nào, phường nào? Phường Trần Giao. Báo công an phường rồi tao đồng chí trực ban đồng chí nào? Nằm trong lòng chợ phường Trần Giao. Ở sao kỳ vậy? Phải coi phường báo. Thì bây giờ về là coi phường báo. Dạ. Báo mày báo gì vậy trong đó? Lại coi phường báo. Báo là phải có giấy tờ lời khai được quen. Dạ. Rồi em báo là hôm qua em gặp nó. Dạ. Ha. Hồi nãy giờ vậy là biết hiểu không? Nãy hiểu không? Rồi em hiểu rồi không? Bây giờ em xe mắc là phải báo nguyên. Tại xe em nó mượn xe đi đụng xe kia tai nạn giao thông. Dạ. Đi cướp giật trộm cướp rồi cây cửa nhà rồi bán số xe rồi nó biết rồi người dân rồi công an biết được rồi muốn mà em bị liên lụy theo là nó mời em ha. Nó mời em này kia rất là đau buồn. Hiện nay là tôi rất là quá tải, nhiều người đến đây nhờ Tiến Hải thì nhiều lúc tôi cũng không bỏ là không được. Ai đến thì cũng nhận, cũng làm hết, giúp hết, không bỏ ngay. Nên mọi người hãy mắc trộm cướp cái gì mà đến báo quen để có hồ sơ ban đầu để anh em làm mới được, thấy không? Chứ mà anh em thì sẽ bắt rồi giao đâu, thấy không? Em về em báo, mắc em báo xong rồi điện cho anh liền. Em báo quen rồi, em báo quen anh mới bắt, không báo quen anh bắt đầu ra hẳn với mấy em là gì? Bắt là giao trai, hiểu chưa? Bắt được rồi giao trai, rồi xe nó mắc mẹ rồi, rồi giao trai, thấy không? Đó nên mọi người hãy chia sẻ. Ở đây đâu Hiệp Sĩ Anh Hải, 300 Hiệp Sĩ Anh Hải sẽ đi tìm khắp nơi đất Bình Dương, ai mà gây án ở đất Bình Dương trộm cướp đất Bình Dương báo Hiệp Sĩ Anh Hải là nói không nói mà ấy nói được là làm được, bắt được, nhưng mà phải báo công an nhận đơn mới bắt được, mới dám bắt ha. Chứ bắt rồi giao ai, bắt cầm bậy bạ nó thưa là bắt người chấp lực thì sao, hiểu em hiểu không? Chính là con đi bắt vụ nhiều vụ rồi, vừa đầu bắt vụ ở dưới đó phải không? Bữa có em không con Hải ở đến này kia không? Có đó, mai là vậy, mai là chính xác gì nó còn dài nữa mà bắt người chấp lực, em phải hiểu chứ. Nói cho tụi anh là ai người dân nào cũng thương á, không bỏ ai, giúp tận tình luôn, chỉ làm đơn rồi thế, đơn cớ mắc đơn xe, mắc xe này kia rất là nhiều, chứ không phải là
không có là nấu cho qua lo. Ở đây là anh em là giúp là rất mặt tình người, quay cho rõ cái hình đó luôn, mọi người thấy, mọi người đề, gặp điện cho hiệp sĩ Nguyễn Hải liền, mọi người trên Facebook tôi là có số hội tôi trên trang á, ha, mọi người vẫn chia sẻ giùm. Ở đây tôi còn nhiều vụ nhiều việc lắm, em rất là đau buồn em. Một lần tôi nói chuyện riết rồi bệnh luôn hiệp đó. Bây giờ thôi, bây giờ hiệp sĩ Nguyễn Hải cho nó cơ hội. Bây giờ em nói là trong ngày nay mà không trả là ngày mai là còn bắt là không có bãi nại nha. Rồi giờ em nói đi, nói là thẳng vô mặt đó, nói đi. Thì bây giờ em chỉ mong là nếu ngày nay mà trả xe cho em thì em bỏ qua chuyện này, em không có làm lớn chuyện. Còn nếu mà đây tới ngày mai mà bắt được á thì cái đó là em không có biết trước, để cho chính quyền giải quyết. Không quay nại, còn bắt là không quay nại nha. Dạ. Bắt rồi là không quay nại ha. Dạ. Đó, nói thẳng với em luôn, bây giờ thì cậu anh là hiện rất là đau buồn. Giờ thì còn sáng mơ là hiện chưa ăn được, uống gì, uống mấy miếng nước thôi chứ rồi nè. Không có làm được hết đó, mọi người biết nè. Rất là đau buồn thiệt. Xã hội bây giờ thì bày bạn bè giờ chơi là không được, không bè chơi bạn bè là phải phòng ngừa trên hết. Bạn mình mà mượn xe nó thôi, bạn ơi bạn muốn đi đâu rồi tôi chở bạn đi, hoặc là tôi đón ráp tôi trả tiền cho bạn đi, chứ là mất công tôi cho bạn mượn xe là mắc bạn. Tôi muốn mắc một người bạn ha. Đó, bà con bác hãy coi kênh của Tiểu Minh Hải để chia sẻ lên, để cho mọi người cảnh giác những cái chuyện này ở trên xã hội. Ở trên xã hội hiện nay là rất là nhiều người rất là đau khổ lắm mọi người. Một lần nữa tôi nói cho mọi người biết, thì ngày nào cũng nói riết bạn bè không cho mượn xe, nói chung người quen người biết nhà cửa đâu cho mượn xe, hiểu không? Dạ. Cũng không biết nhà cửa cho mượn xe, biết nhà cho mượn xe cũng là mắc xe luôn ha. Nói riết nói ngoài nói mãi thì nói mãi luôn. Em thì có vợ con chưa? Có mấy đứa con rồi? Em được thằng trai Tết nay nó 3 tuổi. Vợ ở nhà làm gì? Hai vợ chồng em từ chuyển chiếc xe tới gài thất nghiệp rồi mấy tháng nay. Rồi sao chiếc xe ăn không được vậy chứ? Cứ tới lui hoài vậy. Vâng. Giờ bên chủ xe người ta làm khó này nọ. Tội nghiệp ghê. Rồi giờ vợ có này không? Có. Em có chơi chung nó có chơi đá chung không? Không, em không có chơi mấy thứ đó. Không chơi mấy đó được không? Dạ. Thiệt không? Thiệt, em không chơi. Không chơi phải không? Rồi bây giờ sự việc của em là nói chung là anh hứa là anh sẽ bắt được. Nhưng mà trong ngày nay anh tha cho nó. Nếu mà nó thấy clip này trong ngày nay mà nó không trả thì qua ngày sau còn anh bắt được là anh đi xuống với Thuận Giao, đi dùng Thuận Giao không? Dạ, em ở ngay 185 Thuận Giao 22. Qua đi xe đạp điện phải không? Dạ, nó đi xe đạp điện. Mày ghi 2 số điện thoại đi chưa, Zalo này có hết không? Dạ. Rồi anh sẽ bắt, hứa sẽ bắt em. Đó, bây giờ em đọc rõ là xe em là hiệu gì? Cái xe 67. Xe hiệu gì? Cái xe quen pha. Màu gì? Màu đen. Biển số? Bản số 67N1. Đây nữa. Với 83882. 3882. Ủa xe quen pha gì vậy? Quên em mà đang rồi, mấy? 2008. Dạ 2008 rồi. Rồi. Dạ. Rồi bây giờ cho nó đi này chơi đá rồi bảo đảm. Thằng này chơi đá rồi bây giờ anh em sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Anh em sẽ quyết chiến với tội phạm. Hay không? Bây giờ nói anh là về báo quen liền cho anh. Báo lại công phường cho nghe, báo mấy cầm bậy bạ. Dạ. Ha, đó thẳng dùm lại đến công an phường trình báo, vượt ban báo, nói thẳng luôn ha. Dạ. Đó bây giờ mọi người hãy chia sẻ, cảm ơn mọi người hãy chia sẻ mạnh là cảm ơn.